Một trận cờ với sắp pháp tuyệt đẹp là cuộc đối đầu giữa hai địa chỉ siêu cường Vương Thứ Nhất và Trịnh Duy Đồng. Gác qua những lùm xùm mời các bạn xem ván cờ trước rồi sẽ luận sau. Ở trong cuộc, Vương Cẩm Tiên bưng bảy tiến một, Trịnh chốt đề pháo, Vương hữu pháo vào trung lộ, Trịnh tới đây bổ hữu tưởng lên, Vương mão phải nhảy, Trịnh tiếp tục dùng chốt ba tiến một để công tưởng, Vương phớt lờ lấy c một bệnh hai lộ diệt như thường. Sau khi Trịnh lao chốt qua, lựa chọn của Vương tưởng bảy đã quang biên hóa giải. Giờ Trịnh xe chín tấn một để khởi hoành, Vương thỏ xe cửa hà nhằm mưu đồ đòi lại chốt, Trịnh cố giữ bằng được thì Vương mã tám phát triển thành quải giác. Đây cũng là một hướng đi dẫn tới một cuộc cờ đối công rất quyết liệt, tức là chuyện Trịnh Duy Đồng tiến liên tục bốn nữ chốt, nhưng đổi lại xe pháo ngựa của Vương Thứ Nhất đều ra trận cả, tới đây lại hung mãnh tiến pháo qua hà. Bởi vậy mà về phía của Trịnh, tất cả xe pháo mã còn lại đều ứ đồng, tới đây chỉ có một xe sườn có thể vận dụng ngay, lấy xe chín đưa sang đuổi mã quải giác thì mã này đã phóng chạy. Rồi tiếp tục mã tám nhảy ra cánh biên từ từ để triển khai thế trận, còn Vương bổ di lên cũng như là một cách để ngăn chặn quân chốt này của Trịnh có thể đưa vào gây khó khăn. Tới đây Trịnh Duy Đồng cũng di 4 tiến 5 phòng thủ ngoài, Vương Thứ Nhất lấy xe bình 8 lộ diện nốt chủ lực còn lại, còn Trịnh thì xe 4 cao lên 3 trường để chuẩn bị nước ngờ này sẽ nhảy thành quải giác ra trận, đương nhiên sẽ tích cực hơn một chút so với cách còn lại, tức là mã 2 sẽ tiến 1. Tới đây Vương Thứ Nhất lấy xe 2 bình ra đường 7 đánh bắt, nhân tiện là đòi lại chốt của đối phương. Nếu như lựa chọn Trịnh Duy Đồng bình chốt vào thì đây có phải là cách hay? Khi đầu tiên Vương lấy xe này tiêu diệt, giờ Trịnh dùng xe thủ tiêu, Vương chỉ cần đưa tường chín thoái bảy, vẫn là hiệu suất đi quân sẽ quyết định, không phải là về Trịnh Duy Đồng lợi một xí, mà hãy nhìn về thế trận trước mặt rất khó để triển khai, chính là vấn đề nan giải của Trịnh Duy Đồng. Cho dù quân ngờ này có thể phóng thành quải giác, nhưng việc thăng lên cũng không thể nào. Còn nếu như thuận lợi để cho Vương đưa đôi ngựa này ra tham chiến, Trịnh Duy Đồng sẽ phải lành ít, giữ nhiều. Đây là một bối trận đã được kiểm nghiệm rất nhiều. Bởi vậy, lệnh chốt vào thì chẳng hề có lợi. Trịnh cuối cùng bỏ lại binh của mình, dùng mã phi thành quải giác ngay. Rồi Vương Thứ Nhất dùng xe 7 rời về để thủ tiêu. Trịnh lấy xe 1 bằng 2 xuất đồng. Vương Thứ Nhất lại dùng chốt 3 tiến 1 để trâu đường cho mã đường 3. Trịnh Duy Đồng bình biên tấn 1. Vương lại tiếp tục đưa ngựa xua lên nhằm thẳng vào xe. Xe này tả sang cũng chỉ cần xe 7 dâng 2 trường. Trước sau vẫn là cả một cánh phải của Trịnh Duy Đồng đang chịu một sức ép khủng khiếp. Trịnh bởi vậy dùng xe 4 quay đầu đuổi pháo của Vương. Vương lấy xe 7 bằng 8 để hiểm trở. Trịnh lúc này lại dùng pháo 8 tiến 1. Thứ nhất là thêm một lớp quân phòng thủ vào bưng trung lộ. Vừa thứ hai, nước cờ dừng mã 4 tiến 3 đà chốt tính về lâu dài Vương không thể làm. Vừa thứ ba nữa là tìm cách để gây áp lực vào pháo đường 8 của Vương. Bởi vậy mà cặp xe này của Vương không thể nào chạy đi đâu được cả. Lựa chọn của Vương lấy pháo 5 bằng 6 ngay. Đây là một nước cờ dày hình rất cao và kịp thời, cũng như là mạch tính liên hoàn với đòn cờ phi ngựa để xuyên tâm ở trước của Vương Thứ Nhất. Chuyện là dừng mã 4 có thể tiến 6, tạo thế liên hoàn với mã còn lại để làm ngòi mà bắt được xe, nhân tiện truy kích ngựa phía sau. Bởi vậy Trịnh Duy Đồng trong hình cơ này nếu như dùng binh 7 tiến 1 thì chẳng hề có lợi chút nào. Việc Vương chỉ cần dùng pháo 8 để thoái chạy, giờ tiếp tục binh này tràn qua thì sẽ bị Vương dùng mã 4 tiến 3 chọn cái khác để ra trận, mã đứng vai tưởng, tức là ngựa hoàng tử, rất khó khăn để Trịnh Duy Đồng có thể phòng ngự tròn vẹn cả hai cánh trái phải. Bởi vậy lựa chọn cuối cùng trong thực chiến, Trịnh đã dùng binh 5 tiến 1, tức là hoàn toàn có thể dùng xe bắt pháo của Vương. Vương bởi vậy mà đưa pháo 8 thoái chạy. Giờ Trịnh Duy Đồng mã 4 tiến 3, vừa lúc này bất ngờ đưa pháo vọt sang chốt, chấp nhận giải thế phong tỏa cho đối phương, nhưng việc kích đổi không thể nào tránh khỏi, Trịnh buộc phải xe này tấn diệt. Giờ đoàn tiếp tục Trịnh điều xe sang bất ngờ, Vương chỉ cần thuận lợi đưa ngựa thúc thẳng tới, mà nước cờ lấy xe 6 bình sang để ngăn chặn, Trịnh cũng chẳng thể làm. Tới đây pháo đường 3 buộc phải trốn chạy, rời về hai nước là có lợi nhất cho chức năng phòng ngự. Vương Thứ Nhất mã 6 tiến 8 ngay, đe dọa là tiến thẳng đường 7 tướng xuất cung, giờ chỉ cần tiến xe lên, đương nhiên Trịnh sẽ phải buông cờ. Bởi vậy mà dùng pháo 8 quay trở về. Thế trận để phòng ngự của Trịnh mặc dù chắc chắn, nhưng toàn bộ vị trí quân lúc này ngoài quân xe ở đường sườn, cả pháo lẫn ngựa còn lại đều không phải là một vị trí lý tưởng.
Thứ nhất là pháo đường 3 ở tuyến đáy lúc này cũng chỉ để ngăn cản là xe 8 có thể chọc lên. Và thứ hai, quân ngựa đường 3 lúc này cũng chẳng phải là vị trí tốt đẹp để có thể chiếm đóng lâu dài. Thứ nữa là chiến pháo vừa mới lui về thì cũng vậy, chỉ để một mục tiêu duy nhất mà thôi, ngăn cản mã ngoại tạo. Và cuối cùng, mã đường biên, trước sau cũng phải tìm cơ hội để ra trận. Nhưng nếu như phối hợp không nhuần nhuyễn thì cả một cánh trái còn lại cũng sẽ hứng chịu sức ép khủng khiếp. Bởi vậy, trình đang tới hồi khó đi, vẫn chỉ cần lấy pháo để tiến một, bắt xe, nhòm ngựa. Cho nên, trình chẳng còn cách nào lấy binh bảy tiến một, thì vương đưa pháo vọt sang, buộc lòng xe phải tiêu diệt. Giờ vương lại tràn trốn qua, chẳng còn cách nào tưởng năm phải tấn bảy để lấy lại. Vương thứ nhất dùng mã 4 tiến 3, cuối cùng cũng ra trận được. Ở vị trí này vô cùng lý tưởng để chuẩn bị mã đã chết trung binh, nhân tiện rằng tạo ra thế liên hoàn với mã còn lại. Đương nhiên trình sẽ phải lành ít dữ nhiều, việc phòng ngự ở trên đường 3 rất khó khăn. Cho nên trình mã 9 tiến 7 để ngăn chặn. Vương thứ nhất phó 6 bậc 5, mạch tính đơn giản, nhưng chỉ cần quyết tử vào binh trung lộ, trình cũng đủ vất vả. Bởi vậy mà C4 tiến lên giữ bằng được, thì vương dùng binh 5 tiến một ngay. Đây hẳn nhiên không phải là một nước cờ thí mạng, tại vì trình tiến chốt thì to mạng, mã 8 chỉ cần tiến 6 ngay. Trình bật ngửa, khi vừa chiều tướng, bắt cả pháo lớn xe, mất quân nào cũng thua cả. Bởi vậy ngay tại đây, trình chẳng còn cách nào làm dày trung lộ, tường 7 thoái 5. Nhưng đây rõ là cơ hội để vương thúc mã tới, hai ngựa ở hai cánh trái phải tạo ra một thế gồng kìm. Trình càng ngày càng thấy khó đi, quân ngựa nào cũng có thể nhảy chiếu ngay được. Chỉ với một xe làm sao phòng ngự, trình duy động dùng xe 3 quay đầu về, vương nhảy mã lên. Thì lựa chọn của trình duy động mã 7 thoái đường 6 để ngăn chặn, rồi tiếp tục sẽ lại yểm trợ bằng xe đường 3. Cả hai ngựa lúc này của vương đều như không thể nào hoạt động, nhưng việc này có thể đủ lâu dài. Tới lượt của vương lại tràn trôi qua, trình duy động mới tiến pháo qua sông. Đây là một nước cờ cần phải chú ý hơn cả. Kể từ đầu cho tới lúc này, nhì vị đã dàn trận tổng cộng 30 lượt đi quân. Nhưng đây chính là một quân lực đầu tiên tính về hàng tuyến chủ lực mà trình duy động có thể đưa tiến vượt qua sông. Còn đoạn ở trước đều co cụm để phòng ngự. Nhưng tới lúc này thì đã một mảng, vương dùng pháo để chém tường, thế công của vương ngày càng chắc chắn hơn. Lựa chọn của trình bắt buộc là rời sĩ về. Rời vương thứ nhất tưởng 3 tiến 5, trình lấy pháo tiến 1 bắt xe, vương chỉ cần gác sĩ lên, trình lại đưa pháo tả ra cánh biên, thì vương thứ nhất lại chốt một nước. Trình lúc này dùng pháo còn lại cũng qua hạ, hai quân đã qua sông. Nhưng thế công của vương thì ảo ạt như thác đổ, lại dùng pháo 5 quay trở về, không đầu pháo trận. Lựa chọn của trình đưa pháo này chém được chốt, vương đưa binh tiến 1 ngay. Xe mà tiêu diệt, mã nhảy chiếu, xe toi mạng. Cho nên lựa chọn của trình dùng xe này tiến thẳng lên, bật pháo trung lộ. Thì vương tung một đòn cờ như sấm sét của mình. Mã nhảy, tướng thượng lầu, lại tiếp tục là xe, tướng leo tít lầu 3, mã 6 thoái 5, buộc xe này phải tiêu diệt. Giờ đoạn kết thúc, binh 4 tiến 1, trình buông cờ. Nếu như xét về góc độ nghệ thuật và cả tính chuyên môn, giới cờ Trung Hoa đang mổ xẻ trận chiến này dựa vào thời điểm để nhìn nhận. Từ lúc diễn ra trận cờ năm 2020 cho tới trước tháng 9 năm 2024 thì nó thực sự là một siêu phẩm. Nhưng từ sau sự kiện 28 tháng 8 năm 2024 vừa qua, lúc mà vương đã bị tạm giam, thì có rất nhiều vấn đề bàn cãi xung quanh việc có sự can thiệp của máy tính trong tưởng nước cờ hay không. Đặc biệt là một ván cờ giữa hai tay đấu mạnh nhất, kẻ tám lạng người nửa cân, thì chuyện áp đảo hoàn toàn ở cờ tiêu chuẩn là rất hiếm xảy ra. Nhưng trong cuộc này, thậm chí là trình chưa hề được tổ chức bất kỳ một đợt tiến công nào. Vương đánh chặt từng nước một, kể cả thổ hay công để tuyệt đối chính xác. Và khi phát trực tuyến, thì đa phần nước đi đều giống với đề nghị của siêu máy tính với phần mềm chơi cờ hàng đầu. Trong khi chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, thì đâu mới là sự thật.